Hi, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị trở lại với kênh Haley Trang Sáng Mini Cuộc Sống Mỹ. Thì quý vị ơi, quý vị nào mới xem kênh của Haley lần đầu, nếu thấy thích thì hãy cho Haley một like, đăng ký và chia sẻ nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và video ngày hôm nay, Haley xin được gửi đến quý vị một câu chuyện ở cuộc sống Mỹ liên quan đến cuộc sống hôn nhân và gia đình của những người Việt đang định cư ở đây. Mà thật sự sau khi những cái câu chuyện mà Haley đã từng chia sẻ, ta nói nhìn đi ngẫm lại mới thấy không có gì gọi là vĩnh cửu hết quý vị. Cuộc hôn nhân của chị kéo dài tới tận 32 năm, để rồi ngày hôm nay khi nhìn và chứng kiến chồng mình dứt áo ra đi. Anh chị có chung một hoàn cảnh là được đi cùng gia đình vượt biên đến Mỹ. Ở cái thời điểm mà trai xinh gái đẹp đó, anh chị đã phải lòng với nhau. Và rồi sau 2 năm tìm hiểu, quyết định về chung một nhà. Và rồi những người con lần lượt chào đời. Ở những cái năm đầu tiên sau cuộc hôn nhân, anh chị thật sự rất hạnh phúc. Chị thì rất thích cái nghề thời trang và chị đã theo làm nghề tóc. Còn anh thì lúc đó bấp bênh lắm, không có công việc gì là chính hết á. Nhưng mà nó không làm nhục trí lòng anh, quyết định làm đủ thứ nghề để miễn sao lo được cho vợ và nuôi dạy các con ấm no đầy đủ. Chị cảm thấy biết ơn và hạnh phúc người đàn ông này lắm. Nhưng mà trời ơi, cuộc đời không có gì là vĩnh cửu quý vị ạ. Anh đã phản bội chị và đi tìm một nửa yêu thương khác sau 32 năm trong cuộc hôn nhân. Khi kết nối với Haley, ngồi kể ra mà chị mường tượng và nhớ vào những cái câu chuyện mà chị đã từng xem, tại sao cái câu chuyện này, cái người phụ nữ này giống cái hoàn cảnh như chị quá vậy. Nhưng mà chị đỡ hơn một cái là anh này có công ăn việc làm, anh này có thu nhập ổn định, anh này rất chăm sóc và lo lắng cho gia đình. Nhưng mà vì lý do gì anh quyết định ra đi trong 32 năm hạnh phúc viên mãn trọn vẹn? Ta nói bất cứ chuyện gì xảy ra, và nhất là tình yêu thương, thì cái người đau khổ nhất vẫn là người phụ nữ. Và chị ấy cũng đang thật sự rất đau khổ ở cái tuổi chỉ ngoài 50. Chị kể tiếp về cuộc đời của mình quý vị ạ. Khi chị học xong ngành tóc, cầm cái bằng hẳn hoi, bắt đầu đi xin việc. Cái lương đầu tiên chị nhận ở 2 tuần đầu tiên mà được nhận tiền lương đó, 700 đô la, một số tiền lớn, không phải nhỏ. Và rồi được tiền người ta cho, được tiền người ta tiếp, người ta bồi dưỡng, thì cộng lại dư sức chị và anh lo tiền nhà, tiền cơm cho các con. Còn ngược lại, anh đi làm một tuần chỉ được 300, 400, nó không nhiều, nhưng nó đủ để cho gia đình chị sinh hoạt. Khó khăn thời nào cũng có, nhưng cái thời chị của chị đó, nó khó cái này nhưng nó được cái kia, cái gì cũng vậy hết đó. Rồi vợ chồng lần lượt làm, tích góp, và tất cả mọi thứ chỉ lo cho các con của mình. Đến khi chị mua được cái nhà đầu tiên, rồi lần lượt cái nhà thứ hai, chị quyết định cái nhà này nè là cho hai vợ chồng mình hưởng già nè, cái nhà kia nè mình tặng cho con khi lấy chồng nè, cái nhà nọ nè mình sẽ để cho đứa con trai khi nó lấy vợ nè, rồi thì cái đứa con út nó phải được sống với mình. Kế hoạch cuộc sống anh chị đã lo trọn vẹn cho các con, nhưng mà không ngờ nó gãy gánh ở nửa cuộc đời trong cuộc hôn nhân. 32 năm đối với chị nó không dài, nhưng mà chị cảm thấy như là nó không đáng để chị phải bị đánh mất đi. Và đến một ngày anh nói với chị là anh muốn sống khác. Chị thật sự bất ngờ và không hiểu ý chồng muốn nói sống khác là sống như thế nào. Quý vị biết không, chị kể trong nước mắt ở cái giai đoạn này. Vợ chồng chị yêu thương nhau, tôn trọng nhau, lãng mạn với nhau, trao hết tình yêu thương với nhau. Còn cái gì mà để sống khác làm chi? Chị và anh thường đi về Việt Nam thăm những cụ già neo đơn, những đứa trẻ mồ côi, thăm gia đình, thăm hàng xóm, và tất cả mọi nơi đi đâu cũng có nhau. Nhưng có những lúc
chị đi một mình. Có những lúc anh đi một mình vì công việc. Anh còn phải ở lại thay chị coi tiệm. Và khi anh đi thì chị ở nhà phải quán xuyến tất cả. Như vậy thì còn gì đâu. Và những cái khe hở trong những lần sơ hở, chị để anh về Việt Nam một mình. Để rồi lần đó anh quay về nhà, anh nói với chị anh muốn sống khác. Nhưng anh không giải thích được cái câu anh muốn sống khác là sống như thế nào. Và chị khai thác anh. Cuối cùng mấy tháng sau, chị mới phát hiện là anh đang có bạn gái ở Việt Nam. Những lần về Việt Nam một mình đó, anh có đi chơi bời quý vị ạ. Và rồi lần này quyết định, anh nói anh muốn sống khác. Thì khi chị khai thác và biết được anh đang có bạn gái ở Việt Nam, chị đau lòng lắm. Và rồi chị mới quyết định cái sống khác của anh. Thì chị có tâm sự với bạn của chị, và bạn của chị cũng có nói ở cái thời trẻ đó, mình cũng lo cúi đầu làm. Mình lo cho các con, mình lo cho sự nghiệp, mình lo cho cuộc sống để khi về già mình an dưỡng. Thì ở cái thời điểm bây giờ, có lẽ chồng chị đang trong cái độ tuổi hồi xuân. Ông muốn sống khác, chắc có lẽ là ông muốn chị gần gũi, âu yếm, nhẹ nhàng, nhiều cái lãng mạn hơn. Nhiều cái mà ông muốn cái khác đó lắm. Thì chị cũng nghe lời bạn bè của mình và cũng nghe từ chuyên gia để góp ý. Thì về cũng chị cũng sống khác thật. Chị làm nghề tóc mà, cũng thời trang, gọn gàng, sạch sẽ, lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh, lúc nào cũng cười giỡn hết á. Nhưng mà chuyện vợ chồng chăn gối thì lúc nào nó cũng là như vậy. Bây giờ muốn khác, khác như thế nào? Thật sự mà nói, chị không thể nào lõa lồ mà như một giờ trên giường với chồng được. Vì có thay đổi cỡ nào thì cái quay của mình nó là như vậy là nó là như vậy. Nhưng mà thật sự mà nói khi kể với bạn, bạn chị mới nói rằng là đó là cái mà chị cần phải thay đổi và anh muốn sống khác. Nhưng tập hoài không được. Và có lúc chị cũng làm bộ lõa lồ, chị cũng làm bộ từ lưa hộp dưa, mình cũng làm bộ mình là như là một cái con điếm trên giường vậy, để cho chồng mình cảm nhận và có khác hay không. Thật ra nó không ăn nhầm và nó không có cái gì gọi là lung lay anh hết. Và rồi chị mới hỏi anh nói, và chị mới hỏi rõ anh về vấn đề bạn gái ở Việt Nam. Lúc này anh giật mình và anh nói anh đâu có bạn gái đâu. Thì chị mới nói có. Chị đã tìm hiểu, chị đã biết cái người đó đang sống ở đâu, và anh đã hứa gì với người đó, và anh quyết định cái cuộc sống hôn nhân này anh chấp nhận từ bỏ để anh chạy theo cái cuộc tình đó. Thì lần này anh mới nói đúng là anh muốn dừng lại với cuộc hôn nhân này. Một câu nói phũ phàng, đơn giản lắm, nhưng mà nó làm cho cái người phụ nữ, cái người vợ rất đau. Và chị nói mình đã cố gắng đến cái mức như vậy rồi, mà trái tim người ta không dành cho mình nữa, thì thôi. Và chị nói, nghe nói là ở Việt Nam đó, mấy đứa con gái mà khi đã đụng tới nó rồi đó, thì nó cho ăn bùa mê thuốc lú. Cho nên mấy ông Việt Kiều dễ bị sa vào những cái bẫy đó. Anh coi chừng cái mạng của anh. Thì ổng nói làm sao em biết được cái câu mà bù mê thuốc lú. Thì chị nói thật sự chị cũng chẳng biết đâu. Bạn bè chị nói thời bây giờ Việt Nam nó bỏ bùa đồ ghê lắm. Thì chị chỉ nghe vậy thôi chứ đâu có biết. Và chị quyết định không ly hôn. Để anh không còn cái sự lựa chọn khác. Anh phải tập trung ở đây. Vì nó dính líu là kinh doanh. Nó dính líu nhà cửa. Nó dính líu tên tuổi tất cả mọi thứ. Thì anh nói rất là dễ để giải quyết. Cái tình yêu không còn là không còn cái gì để vướng bận. Chị nói như vậy và chị khóc rất nhiều. Và chị hỏi anh, chị không vừa lòng ở anh cái điểm nào để cho ngày hôm nay anh phải nói những câu phũ phàng. Và đây là cuộc sống ở Mỹ mà. Người vợ là cái người phải được yêu thương. Thì chiều qua chiều lại trong cuộc sống hôn nhân gia đình, không có cái gì là không công bằng cho anh hết. Đây là cái lý do mà anh không thể nào mà anh có một cái lý do nào thuyết phục hơn ngoài cái chuyện này sao?
Rồi bắt đầu anh kể nào là kể khổ, rồi nào là kể là trên giường thế này, ở dưới giường thế kia, buổi sáng như thế nọ và buổi tối như thế này kia, thì làm cho anh mệt mỏi quá. Bây giờ anh nói anh muốn đi tìm cái khác của anh muốn sống cuộc đời mới của anh. Và chị hỏi là chị có cái điểm nào mà để cho anh phải chán nản như vậy không, hay là chị già rồi, chị không thể chiều anh nữa, chị không còn đẹp nữa? Thì anh mới nói ừ, biết vậy là đủ rồi. Khi chị nói có phải mình không được đẹp, mình già rồi, mình không có chiều chuộng chồng gì hay, thì một cái câu trả lời ừ biết vậy đủ rồi, là quý vị thấy cái người đàn ông họ thay lòng đổi dạ như lật bánh tráng không? Lúc họ nói cái này, lúc họ nói cái kia. Rồi thì chị hiểu lý do tại sao anh có bạn gái Việt Nam rồi. Ok, tôi hiểu. Thôi thì muốn gì thì muốn. Và rồi chỉ 2 tuần sau là chị hoàn tất những cái bằng chứng rõ ràng ràng là ảnh muốn ly hôn. Và tôi cũng đồng ý nhẹ, nhanh, gọn lẹ. Nhưng mà quý vị biết không, trong cái khoảng thời gian mà chờ để ly hôn đó, 6-7 tháng sau ảnh vẫn còn sống trong nhà. Nhưng sống trong nhà mà liên tục trò chuyện, nói chuyện với bồ nhí của ảnh bên Việt Nam. Và chị có đôi khi cũng tức quá mà cũng nói cà lỡn mà muốn nói gì thì đi ra ngoài nói đi, làm gì làm phải giữ thân giữ mạng nha, chứ không thôi là nó gì đó, kiểu như là đại khái như mình nói sóc sữa ổng á. Thì cứ như vậy ổng không chịu nổi nữa và ổng quyết định ra ngoài ở riêng. Thì nó trớ trêu như thế này, cái đứa con gái út á nó rất là theo ổng, và ổng đi ra thì nó dọn đồ nó đi theo ổng luôn. Cái này chị mới khó nè. Thương con thì thương đồng đều chứ, nhưng mà tại sao cái con nhỏ út nó theo ổng quá trời theo, chị cũng không biết nữa. Và rồi mày muốn đi tao cho mày đi, bởi vì cái người muốn đi là mình không thể nào giữ được. Chị đau khổ cái thời gian đó không tả, cách nào tả được. Mất chồng đã đành, bây giờ mất luôn đứa con. Thì nói mất thì nó hơi quá đáng, nhưng mà tại vì đứa con nó theo ba nó quá thì mình phải chấp nhận thôi. Rồi thì tất cả mọi thứ coi như là xong. Và cái cuộc hôn nhân của chị nó đã kéo dài 4-5 năm nay, nó đã kết thúc 4-5 năm nay, nhưng mà vẫn chưa thấy ổng cưới cái con bồ nhí bên Việt Nam qua. Mặc dù là ổng có đầy đủ kinh tế, tiền bạc, công việc làm, ổng dư sức để bảo lãnh nhiều cô qua chứ không phải một cô. Nhưng mà sau cuộc hôn nhân kết thúc với chị, ổng 4-5 năm nay ổng vẫn đi về về Việt Nam, nhưng ổng lại không cưới cái cô gái Việt Nam qua. Thì không hiểu lý do gì. Và cái con bé gái út đó bây giờ nó học đại học mà nó vẫn ở với ba nó, nhưng nó không bỏ mẹ, nó vẫn chạy qua chạy lại, vẫn chơi lẫn thân. Nhưng mà nó nói sorry mom, I love my dad, là tức là xin lỗi mẹ, con rất là yêu ba con đó. Rồi không biết là phải cái lý do là vì có con gái mình ở đó cho nên ổng không thể nào ổng cưới cái cô bé Việt Nam qua. Thì chị kể mà quý vị biết không, có một cái chi tiết mà nó rất là hài hước ở cái chuyện này nữa nè, cái chỗ này nữa nè, là đúng vào cái ngày mà có cái câu chuyện chị Haley đã từng chia sẻ cái câu chuyện của một chị gái. Chị ấy cũng có chồng, cuộc sống hôn nhân kéo dài tới 30 năm, rồi ông chồng về Việt Nam để lo tang lễ cho cha. Trong cái thời điểm đó, ổng lại đi quen bạn gái, ổng có bạn gái, đi chơi bạn gái gì đó. Rồi sau cái lần đó ổng trở về, ổng nói chia tay với lại vợ ổng, là chị nhân vật chính trong cái câu chuyện Haley đã từng chia sẻ đó. Thì lúc đó hai chị em đi tập thể dục với nhau, và Haley và chị có ôn lại cái câu chuyện đó với cái ông chồng của chị đó, ông chồng cũ của chị. Thì hai chị em có nói chuyện và ôn lại cái câu chuyện mà Haley đã từng chia sẻ về cái cuộc sống, cuộc đời của chị đó. Thì vừa lúc mà hai chị em vừa đi tập thể dục vừa trò chuyện với nhau, thì cũng đúng là lúc chị Trâm, nhân vật chính câu chuyện ngày hôm nay, xem được cái video đó. Và sau khi hai chị em nói chuyện với nhau trên phone sau đi tập thể dục về rồi đó, thì chị
hai chị em nói chuyện xong, chị nói ok chị đi tắm nè, rồi tới tối rồi chị em mình nói chuyện lại, thì Haley ok chị đi tắm. Thì chị ấy vừa cúp máy thì cái chị trong nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay, chị mới lập tức liên lạc cho Haley, và Haley vừa cúp máy vừa thấy tin nhắn, là Haley thấy chị nhắn tin rất là tha thiết. Chị vô tình xem được cái video mà Haley chia sẻ, nói về cái câu chuyện người chồng cũ của cái chị này vậy đấy, về Việt Nam vậy đấy, nó y chang cái hoàn cảnh của chị. Chị vừa nghe mà chị vừa buồn, mà cái tâm trạng của chị nó đang rất là xúc động. Số điện thoại của chị nè, Haley có thể gọi cho chị được không vậy kia? Thì khi mà Haley vừa cúp điện thoại của chị đó xong, là Haley thấy được một cái tin nhắn như vậy, là lập tức Haley gọi lại liền. Thì chị em có cuộc trò chuyện, thì nó mới có cái câu chuyện ngày hôm nay. Thì ta nói như là mỗi cái hoàn cảnh nó đều xảy ra, nếu đụng tới gia đình mà phản bội nhau á, thì quý vị thấy không, nó cũng giống giống nhau à. Rồi cái cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là cái người phụ nữ này, cái người vợ, người mẹ trong gia đình nè, là cái người đau khổ nhất. Cái người phụ nữ của mình á, có thể chấp nhận chịu sống một cái cảnh cô đơn, nhưng mà người đàn ông họ có chịu không, họ cô đơn được bao lâu rồi họ cũng tìm đường tái giá đó. Nhưng mà đau khổ nhất là trong cái cuộc hôn nhân với mình mà ông chồng lại đành lòng đi phản bội tình yêu để đi ăn ngủ với một người khác. Mà ta nói khéo thì mấy ông ăn dụng biết rùi mép, thì mấy ông khéo là những cô vợ không đau lòng. Còn nhiều ông không khéo thì đến tay vợ đau chứ, buồn chứ, tủi chứ. Trời ơi, của mình mà, hạnh phúc yêu thương mà. Trước khi đến với nhau là vợ chồng chúng ta cũng có thời gian yêu thương trao nhau, hẹn hò thề non hẹn biển mà. Thì tới bây giờ nếu chúng ta không cùng chung tiếng nói nữa thì hãy tôn trọng nhau, lập tức tách rời. Sau khi chúng ta trở thành là một người độc thân rồi thì chúng ta cũng đi đâu đến làm. Thấy không quý vị? Thì ta nói không có cái gì là vĩnh cửu là như vậy đó. Cho nên người phụ nữ mình thương chồng, thương con, tất cả mọi thứ đều phải hy sinh hết. Ôi tôi không có màng gì cho cuộc đời của tôi, màng gì sống của tôi, gia đình như vậy là hạnh phúc viên mãn rồi. Nhưng mình đâu có biết chuyện ngày mai là như thế nào đó, thấy không? Thì Haley cảm ơn chị rất là nhiều đã tin tưởng đến kênh của Haley, và những cái câu chuyện chị đã từng xem nó mang lại một cái cảm xúc, mà đặc biệt là cái câu chuyện vừa rồi Haley đã chia sẻ cách đây năm trước, mà nó làm cho chị cái cảm xúc dâng trào để chị kết nối chia sẻ ra cái câu chuyện của mình. Là trời ơi, mà trời ơi, chị nói cũng không biết, mà bây giờ Haley cũng biết tả cảm xúc trời ơi của chị như thế nào nữa. Thì đây cũng là cái kinh nghiệm sống, chúng ta hãy sống cho mình, đừng sống hy sinh quá nhiều cho người khác, để rồi cuối cùng người ta muốn sống một cái cách sống khác mà người ta không có nói rõ là cái cách khác của người ta là cách gì, để rồi cuối cùng cái người mà mình tự đi tìm, tự hiểu, tự biết chính là mình, và rồi cuối cùng mình cũng là người đau khổ luôn. Ta nói thương chị, và Haley cũng thương tất cả những người phụ nữ của chúng ta mà đã từng có những cái hoàn cảnh giống như vậy. Cảm ơn chị một lần nữa, và nếu rảnh cứ nhắn tin cho Haley nha. Và Haley xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả những quý vị luôn quan tâm và theo dõi kênh của gia đình Haley nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.